bản mệnh xuất hiện trong nhiều tôn giáo tín ngưỡng. Về cơ bản, từ này đại diện cho sự sống, bản tính và số phận của riêng một cá nhân. Trong bối cảnh đạo mẫu tứ phủ, bản tính và số phận của cá nhân này được định hình bởi tác động từ những nhân duyên trong quá khứ. Hán tự của từ bổn mệnh là như vậy. Bản hay còn đọc là bổn, có nghĩa là gốc rễ cội nguồn, mệnh hay còn đọc là mạng, có nghĩa là mạng sống, vận số, số phận. Một bộ phận tín đồ đạo mẫu tứ phủ sẽ thực hiện nghi lễ tôn nhang bản mệnh. Ý nghĩa của nghi lễ này là để tín đồ gửi gắm hoàn toàn bản mệnh của mình vào tay đấng linh thiêng tối cao, nguyện chọn đời phụng sự tiên thánh, có niềm tin cho rằng mỗi tín đồ được hướng dẫn bởi một vị thánh bản mệnh, tín đồ sẽ noi gương vị thánh bản mệnh đó trong cuộc đời tu tập. Với những người thực hiện nghi lễ trình đồng mở phủ để trở thành thanh đồng, người đó sẽ được ban áo bản mệnh cùng với khăn phủ diện, đây đều là những món gắn liền với bản mệnh của thanh đồng, phải được gìn giữ cẩn thận trọn đời. Sau khi tạ thế, thanh đồng sẽ được táng cùng khăn phủ diện và áo bản mệnh để tiếp tục làm trọn phận sự hầu tiên thánh ở thế giới bên kia. Mời bạn theo dõi kênh Four Palaces tứ phủ nhé.